Trong hai ngày 13 và 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng nghệ thuật chấm tròn biểu trưng logo tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chấm tròn biểu trưng logo tỉnh Quảng Bình với trình tự các bước theo quy định của thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng logo tỉnh Quảng Bình gia hạn. Qua kết quả chấm tròn bước 1, bước 2, trong 216 tác phẩm của 81 tác giả dự thi, trong đó có 47 tác phẩm của 26 tác giả tỉnh Quảng Bình, Hội đồng nghệ thuật đã chọn ra 3 mẫu biểu trưng logo của 3 tác giả để lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vì vậy, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đề nghị các sở ban ngành, đơn vị cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn theo địa chỉ http://svhtt.quangbinh.gov.vn. Mục biểu trưng lấy ý kiến nhân dân, bình chọn biểu trưng logo tỉnh Quảng Bình đợt 2. http://quangbinhtourism.vn, http://baoquangbinh.vn, http://quangbinh.gov.vn, http://qbtv.vn, YouTube, Fanpage, Truyền hình Quảng Bình. Thời gian lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân đến hết ngày 27 tháng 3 năm 2024.